Cha Zoro được tiết lộ với cái tên chính thức mang họ Roronoa, ông nội là Roronoa bin Zoro. Wow, như đó thôi là nghe đủ phơi rồi. Zoro thật sự có một gia đình trước khi trở thành võ sinh ở võ đường Shimotsuki tại Biển Đông. Và hơn nữa, anh ta không hề có bất cứ biến cố nào trong việc thất lạc gia đình của mình cũng như mà chúng ta dự đoán cả. Trước đó chúng ta luôn có những phân tích cho vị cha thật sự của Zoro, điển hình như là truyền nhân của Ryuma Wano World, Shimotsuki Ushimaru. Nhưng mà trong SB thì tác giả Oda lại xét nhận rằng Zoro không phải là con trai của Ushimaru. Tiếp sau đó trong SB tập mới nhất, tập 105 thì tác giả Oda lại xét nhận thân thế của Zoro cũng có liên quan đến gia tộc Shimotsuki, một mối quan hệ họ hàng. Và chuyện này xảy ra như thế nào đây? Chào anh em, mình là Bình Red. Cảm ơn tất cả anh em vì đã lựa chọn xem cái video này trong số rất nhiều video hay ở ngoài kia. Và hy vọng rằng anh em sẽ giúp cho bạn của mình tiến tới cột mốc 50.000 thành viên gia nhập bạn. Nếu như các bạn muốn nhận ạc Blackroot miễn phí mỗi tuần, hãy truy cập vào binhredroblox.com để đủ top nha. Ngoài ra còn có các phòng quay cũng như là nhiều ạc random giảm giá 50% cho anh em tha hồ lựa chọn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào ngay video thôi, tất tần tật về thân thế của Zoro và nhiều hơn như thế nữa trong SBS tập 105. Giải thích cho một số anh em mới theo dõi One Piece hoặc không rõ những cái ấn phẩm bên ngoài thì SBS là một chuyên mục đặc biệt do chính tay tác giả Oda tạo ra. Người hâm mộ sẽ gửi thư đến cho Oda và sau đó ông ấy sẽ lựa chọn những câu hỏi nào hay nhất, hơi hước nhất để trả lời. Những câu trả lời sẽ tiết lộ thông tin chưa rõ ở trong chuyện, tiết lộ những cái điều bí ẩn sắp tới và chúng ta sẽ tìm hiểu về Zoro, ông nội của Zoro và cả chiều lông mày xoắn của Sanji nữa. Dĩ nhiên cũng sẽ có những cái câu tào lao bí đao như là số đo bao vòng của Nami, rồi cái ấy của Luffy có kéo dài được hay không, hoặc là Marco bị chặt mất tờ rim thì có mọc lại chứ, vân vân và mây mưa cái câu hỏi. Thế thì trong tập 105 này có cái gì? Mở đầu cho một trong số 4 câu hỏi liên quan cốt truyện của tập này chính là cái câu hỏi về thân thế của Zoro. Một độc giả đã hỏi về dòng máu thật sự của Zoro là gì, bởi vì trong tập trước đó tiết giáo đã xác nhận rằng Shimotsuki Ushimaru không phải là cha ruột của Roronoa Zoro. Tiết giả Oda cũng không ngần ngại mà trả lời. Lần này thì là một cái sơ đồ cực kỳ chi tiết về tất cả các thành viên ở trong gia đình Roronoa và dòng tộc Shimotsuki ở Wano. Đầu tiên thì là dòng thời gian bắt đầu từ 55 năm về trước, Shimotsuki Kozaburo, thợ rèn bậc nhất của Wano World. Chính là ông lão mà chúng ta nhìn thấy ở trong đồ hồi tưởng của Zoro đã chỉ dẫn anh ta về kiếm đạo ở bờ hồ. Ông đã tạo ra hai thanh Enma và Wado Ichimonji. Enma được tạo ra nhằm tặng cho Oden và một cái dịp nào đó chưa rõ, thì Oden lúc đó chỉ có 4 tuổi mà thôi. Theo như Kozaburo cho biết thì Enma chính là một trong số những kiệt tác vĩ đại nhất của ông với danh hiệu chém tận địa ngục. Sức mạnh hấp thụ Haki của nó sẽ khiến cho những kiếm sĩ không đủ trình độ nhận lấy thiệt hại nặng nề. Khủng khiếp hơn là sẽ kiệt sức mà chết vì không khống chế được lượng Haki bên trong cơ thể. Cái điều này sẽ mô tả cho một số thanh kiếm bị nghiền rũ ở trong One Piece nữa. Kiếm sẽ hấp thụ sức mạnh nào đó của người sử dụng chứ không riêng gì Haki. Và mỗi thanh đều có một cái kỹ năng khác biệt, nhưng đa số đều sẽ tác động đến sức mạnh và ý chí của kiếm sĩ. Chỉ những người đủ bản lĩnh khống chế được thanh kiếm thì mới dùng được. Nhưng không phải ai cũng phát huy tối đa được sức mạnh của nó. Ví dụ như Oden và Zoro thì họ là những trường hợp khác biệt, và đặc biệt là cường hóa kiếm trở thành một thanh hắc kiếm. Trở lại với Oden, rõ ràng thì 4 tuổi còn quá nhỏ để sử dụng được một cái thanh kiếm thuộc hạng đại bảo kiếm gồm 21 thanh như Enma. Có vẻ như cái chuyện này không quá quan trọng, mà quan trọng là Kozaburo đã tặng cho Oden thanh kiếm này trước khi mà ông rời khỏi Wano. Ông ấy để lại thanh kiếm này cho Oden, riêng mình cùng với 24 người khác, tức là một nhóm 25 người đã rời khỏi Wano World vào khoảng 55 năm trước. Trong số những người đi cùng này thì có thợ mộc Minamoto. Đây là nhân vật chỉ xuất hiện trong anime và ở chính tại làng Fusa của Luffy. Khi tên cướp núi Higuma đến đây đập vỡ cánh cửa của quán rượu thì Minamoto với tay nghề của mình đã sửa chữa lại nó một cách rất nhanh chóng. Chi tiết này quá nhanh đến mức người xem không để ý, cũng không biết ông ấy là ai. Nhưng mà giờ thì đã rõ, nguồn gốc của người thợ mộc này là ở Wano World. Đi cùng với Kozaburo và Minamoto còn có chị gái của Shimotsuki Ushimaru. Người phụ nữ này là Shimotsuki Furiko. 25 người họ đã cùng nhau phiêu lưu đến Biển Đông vào 52 năm về trước. Họ đã giúp một ngôi làng nọ Biển Đông đánh đuổi bọn sơn tặc giúp người dân và giành chiến thắng. Họ chỉ có 10 người trong số 25 người ở lại, những người kia thì chưa rõ tung tích. Và 10 người này tạo nên một cái ngôi làng nhỏ tên là Shimotsuki, được sự chấp thuận của người dân quyết định thành lập võ đường. Dễ dàng thấy được cái việc này sẽ giúp những người dân học võ, có kỹ năng tự vệ bản thân của mình tốt hơn. Tiếp đến, tác giả Oda lại tạo ra một cái nhánh sơ đồ về gia phả của 10 người này như sau. Shimotsuki Kozaburo thì đã kết hôn với một thiếu nữ ở trong làng. Họ cùng nhau sinh ra một người con trai và đặt tên là Shimotsuki Koshiro, cũng chính là người thầy đầu tiên của thánh lẹt Zoro. Koshiro đã kết hôn với một người phụ nữ chưa rõ danh tính và sinh ra đứa con gái, chính là Kurina, giành chiến thắng 2001 trận trước Zoro. Cô ấy cũng đã qua đời vì chiếc cầu thang quỷ ám duy nhất ở trong Wano World. Thanh Wado Ichimonji được truyền lại cho các thế hệ ở trong gia đình của thợ rèn Shimotsuki Kozaburo. Cho đến đời của Kurina thì nó không còn nữa. Thay vào đó, Zoro chính là người kế thừa của một trong số 21 thanh đại bảo kiếm này. Chuyển sang nhánh thứ hai, chúng ta có được giải thích về thân thế của Zoro. Shimotsuki Furiko đã cùng với một kiếm sĩ ở trong làng tại Biển Đông, và có vẻ như họ đã cùng nhau chiến đấu trong đại lũ sơn tặc và đem lòng yêu mến nhau.
Vị kiếm sĩ này tên là Roronoa bin Zoro. Hai người họ đã kết hôn với nhau và sinh ra một đứa con trai. Người này được đặt tên là Roronoa Arashi. Sau đó lại kết hôn với một người phụ nữ được biết là con gái của một tên trộm ở trong làng, có tên là Theola. Họ cùng nhau sinh ra một đứa con trai, đặt tên cho nó là Roronoa Zoro. Nhưng biến cố bắt đầu ập đến khi mà ngôi làng bị hải tặc tấn công. Cha của Zoro là Arashi đã bị giết chết trong một trận chiến. Còn mẹ của Zoro thì không thể chống lại căn bệnh quái ác của mình mà cũng đã qua đời sau đó. Zoro đành phải ở lại trong võ đường để được thầy của Ozoro nuôi dưỡng và dạy kiếm thuật. Như vậy có nghĩa là Zoro gọi Ushimaru là ông nội chứ không phải là cha như chúng ta thường nghĩ từ trước đến nay, bởi vì Ushimaru là em trai của bà nội Zoro. Mà Ushimaru lại là truyền nhân của thần kiếm Ryuma. Nghĩ là đâu đó Zoro cũng chính là có nguồn gốc từ Wano Quốc và cũng chính là dòng máu, dòng dõi kế thừa của thần kiếm Ryuma. Đó là những thông tin mới nhất và nóng nhất về thân thế thật sự của Zoro, giải mã toàn bộ bí ẩn về cha, cũng như vì sao Zoro và Ushimaru lại giống nhau như hai giọt nước. Phong cách chiến đấu của Zoro một phần được thừa hưởng từ Mazen, một phần là được cô Ushiro chỉ dạy, đặc biệt chính là khẩu quyết Sinachi quyết tử. Câu hỏi thứ hai, một độc giả đã hỏi Oda về dòng dõi của Otama. Theo như tiết lộ của Thánh Oda, thì tên thật của cô bé là Kurosumi Otama, giống như họ của Orochi, người được sinh ra theo đuổi con đường trả thù vì sự phân biệt với gia tộc Kurosumi. Vậy thì việc gia tộc Kurosumi tồn tại có thể dẫn đến những hệ lụy nào? Và đó có giống với bức tranh trước đó của Koala tương phản với Hody hay không? Tiếp theo Oda cũng trả lời cái câu hỏi này của độc giả, thật sự rất khen ngợi cho việc để ý đến cái chi tiết nhỏ như vậy. Nhưng mà tác giả muốn người xem hãy lưu ý đến một số phân cảnh Hizuri và Tama. Họ không hề là kẻ thù của nhau dù biết rõ thân thế của nhau. Những kẻ sinh ra để trả thù, dối trá, xảo quyệt và độc ác như Kurosumi Orochi mới đáng bị trừng phạt. Cũng chính Hizuri đã quyết tâm đối đầu với Orochi để trừng phạt lão. Mọi người không hề có thành kiến với gia tộc Kurosumi, mà chỉ có thành kiến với những kẻ đã gây ra những tội ác. Và chúng ta không hề tìm thấy được những điều đó Otama, nó sẽ không phải là quãng đời. Cô bé sẽ được sống ở một cái nơi bình yên với những người yêu thương cô bé thật sự. Câu hỏi thứ ba liên quan đến trái ác của Smile và nhân vật yêu thích là Killer. Độc giả này nói rằng mình đã nghe ẹt Wano kết thúc bởi vì một bộ phận người dân ở Wano Quốc đang trái ác của Smile lỗi nên dẫn đến việc họ sẽ giữ mãi nụ cười cho mọi cảm xúc. Liệu tác giả Oda có định để cho Chopper hồi phục lại cho họ hay không? Và cũng thật đáng buồn khi mà Killer cũng luôn cười như vậy. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Tác giả Oda cũng đã trả lời: cảm ơn vì lá thư tuyệt vời của bạn. Thật đáng buồn khi mà những đứa trẻ luôn cười như vậy dù cha mẹ chúng có mất đi, đúng không? Nhưng mà hãy thoải mái lên. Chopper không có khả năng chế tạo ra loại thuốc để thay đổi điều đó. Và trên thế giới này có những thứ mà bạn không thể làm bất cứ cái điều gì để tác động đến. Đây là một cái câu chuyện dựa trên cái nền tảng đó. Nhưng mà tôi cũng đang cười vì Killer vẫn giữ nụ cười của mình cho cái thái độ vui vẻ ở trong băng của Kid, tới cho biết rằng họ sẽ trở thành một băng hải tặc tràn ngập niềm vui và nó sẽ thật sự tốt cho những trường hợp khó nhằn nhất. Hãy tự tin vào cái khả năng của người dân ở Wano World thay vì buồn rầu vì điều đó. Và câu hỏi cuối cùng trong video lần này chính là về con chó của Toshi, Sanji chân đen. Độc giả đã hỏi rằng ở chapter 1031 thì thấy lông mày của Sanji đảo nghịch trở lại so với ban đầu, mà đến chapter 1044 thì nó đã không còn được nhìn thấy như thế nữa. Vậy tại sao nó lại trở lại bình thường và sự thay đổi này có nghĩa là gì? Tác giả Oda bao giờ cũng khen ngợi con mắt tinh tường của fan hâm mộ. Đúng, thật sự là con mắt của Sanji đã thay đổi ở lông mày. Hãy trở lại với ẹt đậu bánh. Anh chị em nhà Sanji được sinh ra với một khả năng của một siêu nhân, với khung xương ngoài mạnh mẽ bởi sự thao túng của yếu tố dòng dõi. Tuy nhiên, do có sự can thiệp của mẹ Sanji nên đã khiến cho anh ta được sinh ra như một người bình thường. Đó là điều khiến cho lông mày của Sanji được giống như hiện tại. Tất cả lông mày của bọn họ đều có cùng chiều sắn với Sanji, nhưng riêng cho các Sanji thì khác. Do anh ta thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của mình trong cuộc chiến bởi bộ đồ đột kích nên đã tạo ra sự biến đổi khác với trước đó. Nhưng mà giờ thì có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường. Và chuyện gì xảy ra với Sanji trong tương lai thì hãy đón chờ mà xem. Trên đây là tất cả những cái câu hỏi liên quan đến cốt truyện chính của One Piece được tác giả Oda trả lời. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm xem chi tiết hơn ở FBS tập 105 khi mà nó ra mắt tại Việt Nam. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Cũng đừng quên sưu tập thẻ nhân phẩm bằng cái link mình để trong phần mô tả nha.